Thầy chào các em. Chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay thầy tiếp tục sửa bài tập của bài số 4, phép cộng và phép trừ phân số. Hôm trước chúng ta đã học phép cộng và phép trừ các phân số. Hôm nay chúng ta sẽ vận dụng đi vào giải bài tập. Để thuận lợi cho việc học, trước hết các em chuẩn bị sách giáo khoa tập ghi. Các em muốn ghi bài thì các em dừng màn hình lại để các em ghi bất kỳ ở thời điểm nào trên màn hình. Các em muốn nghe lời giảng, các em cho màn hình chạy. Đó là nguyên tắc để chúng ta học trên máy tính, bất kể cả cái chương trình nào mà chúng ta cần theo dõi. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài số 1, tính giá trị của biểu thức sau theo hai cách. Là có dùng tính chất của phép cộng. Bây giờ thầy chỉ sửa cho các em một cách thôi. Đó là chúng ta tính xong cái giá trị này là được. Còn cách thứ hai thì các em về từ tìm hiểu mà làm. Cách thứ nhất đó, là muốn nói rằng, trong đề bài này muốn nói rằng các em thực hiện phép tính trong ngoặc đơn này trước. Sau đó các em thực hiện phép tính cộng với phân số nằm ở ngoài ngoặc đơn. Đó là cách thứ nhất. Còn thầy làm cách thứ hai là thầy đi bỏ dấu ngoặc và thầy thực hiện các phép tính nào một cách thích hợp nhất. Bởi vì đây là một cái phép tính mà chúng ta thường dùng thường xuyên, cho nên thầy sửa theo cách của thầy. Còn về nhà các em sửa theo cách thầy vừa hướng dẫn. Bây giờ thầy sửa câu A. Câu A thầy viết lại. Bây giờ thầy bỏ ngoặc đơn, thầy viết lại biểu thức ở trong ngoặc đơn. Bởi vì trước ngoặc đơn này không viết dấu gì, tức là chúng ta hiểu ngầm là dấu cộng. Bằng tiếp. -2/5 cộng với -5/6. -2/5 cộng với -5/6 cộng với 4/5. Bây giờ thầy đổi dấu cả tử và mẫu của hai phân số đầu tiên này. Thầy sẽ được. Đổi dấu tử và mẫu của phân số đầu tiên là -2/5 thì thầy được 2/5. Cộng tiếp đổi dấu của phân số -5/6 thì được 5/6. Cộng tiếp phân số thứ ba. Bây giờ nhìn vào tổng của ba phân số cuối cùng này, các em thấy phân số đầu tiên và phân số cuối cùng này có mẫu là 5, cho nên chúng ta dùng tính chất giao hoán để chúng ta thực hiện phép tính cộng của hai phân số cùng mẫu là 5. Bằng tiếp 2/5 cộng 4/5 cộng 5/6. Thì thực hiện phép tính tổng của hai phân số đầu tiên này mà thầy không đóng ngoặc. Hai phần năm cộng 4/5 có mẫu chung là 5, cho nên chúng ta cộng tử với nhau là bằng 2 + 4 = 6/5, cộng tiếp 5/6. 2 + 4/5 cộng với 5/6, chúng ta được kết quả như vậy. Bằng tiếp, bằng 6/5 cộng với 5/6. 6/5 là hai cái mẫu, là hai số nguyên tố cùng nhau, cho nên chúng ta nhân chéo. Tử với mẫu của phân số thứ nhất chúng ta nhân với 6. Cộng tiếp tử và mẫu của phân số thứ hai chúng ta nhân với 5. Bằng 6 × 6 = 5 × 6 cộng với 5 × 5 = 6 × 5. Chúng ta tính tiếp. Bằng tiếp. Bằng 36/30 cộng với 25/30. Như vậy chúng ta đưa đây về tổng của hai phân số cùng mẫu 30. Thì chúng ta cộng tử với nhau giữ nguyên mẫu. Bằng 36 cộng với 25/30. Kết quả chúng ta được 61/30. 61/30 là một phân số tối giản, cho nên chúng ta không rút gọn được nữa, nên chúng ta dừng phép tính ở đây. Bây giờ tiếp tục.
Bài thứ hai, thầy cũng bỏ dấu ngoặc, rồi thầy quy đồng mẫu chung của ba số. Thầy viết mẫu chung của 4, 15 và 2 là bội chung nhỏ nhất của ba số này bằng cách thầy dùng máy tính. Hoặc chúng ta có thể nhầm cũng được, vì chúng ta thấy 4 là bội của 2. Cho nên mẫu chung là 4 nhân với 15 là 60. Ở đây thầy không nói dấu âm ở mẫu nghe các em, bởi vì đằng nào thầy cũng đưa về mẫu dương. Bây giờ thầy hướng dẫn các em tìm lại cái mẫu chung của ba số 4, 15 và 2 trên máy tính một lần nữa, để lỡ các em không nhầm được, các em có máy tính các em dùng. Các em sẽ trở về chế độ menu 1. Các em vào alpha. Alpha dấu chia chứ. Các em nhập hai lần nghe chưa? Alpha chia. Các em nhập số 4 trước, shift phẩy. Các em nhập tiếp số 15, shift phẩy. Sau đó các em nhập số 2, các em đóng ngoặc, các em nhấn dấu bằng, đã ra 60. Như vậy các em có mẫu chung là 60 thực hiện trên máy tính. Bây giờ thầy viết lại đề. Theo là thầy bỏ dấu ngoặc đơn, thầy viết lại các cái phân số ở trong ngoặc đơn này, giữ nguyên dấu nghe các em. Và sau đó thầy đổi dấu từ vào mẫu để thầy viết lại phân số cho nó gọn để thầy thực hiện phép tính. Bằng âm 3 phần âm 4, thầy đổi dấu cả từ vào mẫu thành 3 phần 4. Cộng tiếp, phân số thứ hai là 11 phần âm 15, thầy đổi dấu tử vào mẫu, hay nói cách khác đưa dấu ở mẫu lên tử, thì cộng với âm 11 phần 15 và cộng tiếp âm 1 phần 2 mình viết lại. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ quy đồng mẫu chung. 60 các em chia cho mẫu 4, các em được 15, các em nhân cả tử vào mẫu của phân số 3 phần 4 này với 15. Như vậy chúng ta đưa về mẫu 60 phải không nào? 60 các em chia cho 15 được 4, các em nhân tử vào mẫu của phân số ở giữa này với 4. Tiếp tục, 60 các em chia cho 2 được 30, các em nhân cả tử vào mẫu của phân số thứ 3 này với 30. Bây giờ ta viết tiếp bằng 3 phần 15 phần 4 bằng 3 nhân 15 phần 4 nhân 15, cộng tiếp âm 11 nhân 4 phần 15 nhân 4, cộng tiếp âm 1 nhân 30 phần 2 nhân 30. Kết quả bằng tiếp bằng 45 phần 60 cộng với âm 44 phần 60 cộng với âm 30 phần 60. Như vậy chúng ta đưa về phép cộng các phân số cùng mẫu thì chúng ta cộng tử với nhau với giữ nguyên mẫu. Chúng ta viết lại là 45 trừ 40 trừ tiếp 30 ở tử, và mẫu chúng ta viết lại là 60. Kết quả ở tử là bằng âm 29, mẫu là 60. Vậy ta được phân số là âm 29 phần 60. Đây là phân số tối giản, cho nên chúng ta dừng phép tính ở đây. Về nhà các em thực hiện các phép tính ở trong ngoặc đơn trước, sau đó các em thực hiện phép tính tiếp. Đó là việc của các em làm ở nhà. Các em về chịu khó làm để chúng ta có nhiều kỹ năng. Bây giờ tiếp tục thầy sửa sang bài số 2, là tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau. Phân số đối của phân số A trên B là phân số được ký hiệu là trừ của A trên B. Và chúng ta có ba cách viết. Cách viết thứ nhất là chúng ta đưa dấu trừ lên tử. Cách viết thứ hai là đưa dấu trừ xuống mẫu. Và cách viết thứ ba là chúng ta dựa vào ký hiệu để dấu trừ đằng trước. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm số đối. Âm 5 phần 6 có phân số đối là
trừ của âm 5 phần 6. Chúng tôi đưa dấu âm lên tử để cho đẹp và cho gọn, bằng tiếp âm của âm 5 phần 6. Âm của âm 5 phần 6 là bằng dương 5, cho nên ta viết tiếp bằng 5 phần 6. Phân số thứ hai đó là âm 40 phần âm 10. Thực hiện một phép chia tử, chia cho mẫu kém. Âm 40 chia hết cho âm 10 cho nên nó được dương 4. Âm chia âm là được dương. Mà dương 4 thì có số đối là âm 4. Như vậy chúng ta kết thúc. Sang phân số tiếp theo. Phân số 5 phần 6 có phân số đối là. Chúng ta thêm dấu âm đằng trước. Âm của 5 phần 6. Chúng ta có thể đưa dấu âm này lên tử. Chứ các em đừng có đưa xuống mẫu. Hoặc bằng âm 5 phần 6. Tiếp tục phân số tiếp theo. Âm 40 phần 10 thì các em thấy đây là thực hiện phép chia âm 40 cho 10, chúng ta được âm 4. Và âm 4 có số đối là dương 4. Hoặc ta viết là âm của âm 4 bằng dương 4 cũng được. Tiếp tục phân số cuối cùng là 10 phần âm 12 có phân số đối là, chúng ta thêm một trừ đằng trước, âm của 10 phần âm 12. Chúng ta đưa dấu trừ xuống dưới mẫu thì dưới mẫu trở thành 12 hoặc là 10 phần âm của âm 12. Âm của âm 12 thì kết quả bằng 12, vậy chúng ta được kết quả là 10 phần 12. 10 phần 12 là một phân số chưa tối giản, kém tối giản đi. Tức là kém chia tử vào mẫu cho 2 thì em được 5 phần 6. Như vậy trong cái bài này kém cần lưu ý này. Phân số đối của phân số âm là phân số dương. Và phân số đối của phân số dương là phân số âm. Đó là kém lưu ý để kém kiểm tra lại phép tính. Ví dụ âm 5 phần 6 là phân số âm thì qua đây phải là 5 phần 6 là phân số dương. Nếu qua đây vẫn còn một dấu âm nữa, như vậy là chúng ta nhầm. Để chúng ta xác định cái bài toán mình đúng hay sai một cách nhanh nhất. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang bài tiếp theo. Bài số 3. Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào bể, cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/7 bể. Vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 1/5 bể. Nếu mở đồng thời cả hai vòi thì mỗi giờ được mấy phần của bể. Như vậy đây là một cái bài toán tính số phần của bể mà hai vòi cùng chảy một lúc, thì chúng ta thực hiện phép cộng hai cái số phần mà mỗi vòi cùng chảy vào bể. Thế là chúng ta tính xong. Thì trình bày lời giải. Mở đồng thời hai vòi thì mỗi giờ hai vòi sẽ chảy được. Chúng ta thực hiện một phép cộng 1/7 cộng với 1/5. 1/7 cộng với 1/5 thì chúng ta thấy 7 và 5 là hai số nguyên tố cùng nhau, cho nên chúng ta nhân chéo như thầy đã hướng dẫn các em. Bằng 1/7 thì các em nhân tử vào mẫu cho 5, các em được 1 × 5/7 × 5. Cộng tiếp 1 × 7 × 5/7. Như vậy chúng ta đã đưa về mẫu 35 các em. Bằng 5/35 cộng với 7/35, chúng ta cộng tử với nhau giữ nguyên mẫu, chúng ta được 5 + 7/35 được bằng 12/35. 12/35 là một cái phân số tối giản, cho nên chúng ta dừng ở đây. Chúng ta trả lời về hai vòi cùng chảy trong một giờ thì được 12/35 bể. Nếu các em không ghi câu kết luận này thì các em phải ghi cái số phần sau 12/35 ở trên này chữ bể và các em đóng ngoặc lại. Tuy nhiên các em nên viết đọc số. Bây giờ chúng ta sang sửa bài thứ tư. Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 2/5 quyển sách. Ngày thứ hai đọc được 1/3 quyển sách. Ngày thứ ba đọc được 1/4 quyển sách. Hỏi hai ngày đầu Bảo đọc nhiều hơn hay ít hơn hai ngày sau?
và tìm phân số để chỉ số chênh lệch đó. Như vậy trong bài toán này các em thấy rằng là ngày thứ tư chưa biết số phần sách đọc được là bao nhiêu, cho nên buộc mình phải tính cái số phần sách đọc ngày thứ tư. Số phần sách đọc trong hai đầu thì chúng ta cộng cái số phần của từng ngày lại với nhau, và tương tự số phần sách đọc trong hai ngày sau thì chúng ta cũng cộng các cái số phần đọc các ngày sau lại với nhau. Sau đó chúng ta sẽ tính tiếp là tìm số chênh lệch giữa số phần của hai ngày đầu và số phần của hai ngày sau mà Bảo đọc được. Thì bây giờ trước hết thầy hướng dẫn các em tính như sau. Hai ngày đầu đọc được, chúng ta lấy cái số phần ngày trong ngày thứ nhất đọc được là 2/5, cộng với số phần trong ngày thứ hai đọc được là 1/3. 2/5 chúng ta cộng với 1/3 bằng cách chúng ta nhân tử và mẫu của phân số đầu cho 3, cộng với phân số thứ hai nhân tử và mẫu cho 5, bằng 2 × 3 phần 5 × 3 cộng với 1 × 5 phần 3 × 5. Chúng ta đưa về mẫu chung là 15 được các em. Bằng 6/15 cộng với 5/15. Kết quả bằng 6 + 5 là 11/15. Như vậy là đây là phân số tối giản chúng ta để lại. Bây giờ chúng ta muốn tính số phần đọc trong ngày thứ tư thì chúng ta phải tìm được số phần ở trong 3 ngày đầu. Thì bây giờ thầy đi tìm cái số phần sách đọc trong 3 ngày đầu đã. 3 ngày đầu đọc được thì chúng ta lấy 11/15 là số phần sách đọc được trong ngày 2 ngày đầu, cộng với số phần sách đọc trong ngày thứ 3 đấy các em này. Tổng hai phân số này các em biết rằng mẫu là 60. Cho nên các em lấy 60 chia cho 15 được 4, hay nói cách khác các em nhân chéo cũng được, vì 4 và 15 là hai số nguyên tố cùng nhau. Cho nên lấy phân số thứ nhất các em nhân cả tử và mẫu cho 4, còn với phân số thứ hai các em nhân cả tử và mẫu cho 15 thì cũng giống như mẫu chung bằng 60 thôi. Bằng 11 × 4 phần 15 × 4 cộng tiếp 1 × 15 phần 4 × 15. Bằng tiếp bằng 44/60 cộng với 15/60. Và như vậy các em sẽ được là 59/60. Cả quyển sách là 1/1 nghe các em. Cho nên các em muốn tính cái số phần của sách đọc trong ngày thứ tư là các em lấy 1/1 trừ cho 59/60. Tuy nhiên thầy hướng dẫn các em một cách như sau. 59 thêm 1 nữa là 60 các em này. Thì như vậy là còn 1/60 thôi. Như vậy là các em thấy là ngày thứ tư là chỉ có 1/60 phần của sách mà Bảo đã đọc được. Vậy nên ngày thứ tư thì đọc được 1/60 cuốn sách. Như vậy là hai ngày đầu chúng ta tìm được cái số phần sách đọc được là 11/15. Mà hai ngày sau thì ngày thứ ba đọc được 1/4 cuốn sách. Ngày cuối cùng đọc được 1/60 cuốn sách. Vậy chúng ta phải tìm số phần sách đọc trong hai ngày cuối là bằng 1/4 cộng với 1/60. Bây giờ tiếp tục lấy giải. Hai ngày sau đọc được, lấy 1/4 cộng với 1/60. Các em thấy 60 chia cho 4 và 60 chia cho 4 được 15, cho nên cái nhân cả tử với mẫu của cái phân số thứ nhất này với 15 để các em đưa về mẫu chung 60. Bằng 1/15 phần 4/15 cộng với 1/60. Kết quả chúng ta tính được 15/60 cộng với 1/60. Chúng ta cộng tử với nhau và giữ nguyên mẫu 60, ta được 16/60. 16/60 kém giản ước chia tử vào mẫu cho 4, kém được 4/15. Nếu kém tính ra 16/60 mà kém giản ước khó khăn thì kém chung máy tính. Thì hướng dẫn kém chung máy tính như sau. Các em nhập 16/60, chúng ta trở về chế độ menu 1. Các em nhập dạng phân số đấy các em này, 16. Các em nhấn nút xuống đây này, các em nhập 60.
Thì các em nhân bằng ấy ra mà 4,15, tức là máy tính rút gọn cho mình rồi đó. Hai ngày đầu đọc được, hai ngày sau đọc được, bây giờ so sánh hai cái phân số 11 thì lớn 4, mẫu chung được 15 dương, cho nên phân số 11/15 lớn hơn 4/15. Về số phân sách đọc được trong hai ngày đầu sẽ lớn hơn số phân sách đọc được trong hai ngày sau. Tiếp tục lời giải. So sánh 1/15 và 4/15 thì ta có 4 lớn 11 lớn 4 và mẫu chung là 15 dương, cho nên chúng ta sẽ có 11/15 lớn hơn 4/15. Vậy ta kết luận về hai ngày đầu đọc nhiều hơn hai ngày sau. Bây giờ chúng ta trả lời câu tiếp là tìm phân số để chỉ số chênh lệch đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 11/15 mà trừ cho 4/15 thôi các em. Phân số chỉ số chênh lệch là các em lấy 11/15 trừ 4/15. Đây là chúng ta trừ hai phân số. Thì theo phép tính thì chúng ta lấy phân số thứ nhất cộng với phân số đổi của phân số thứ hai. Nhưng mà chúng ta cũng có thể làm nhanh như sau. Chúng ta lấy 11 trừ cho 4/15 cũng được, cho nó nhanh. Kết quả chúng ta được kết quả là 7/15. Nếu các em lấy 4/15, các em chia cho 11/15 cũng được không? Phân số chỉ số chênh lệch trong trường hợp tính ra số âm thì có nghĩa là chúng ta lấy số nhỏ trừ cho số lớn nữa các em, thì chúng ta được số âm, tức là phân số nhỏ trừ cho phân số lớn thì được phân số âm. Thì qua cái số âm thì chúng ta cũng có thể biết được là hai ngày sau sẽ đọc ít hơn hai ngày đầu, thì đằng nào cũng được. Mà đây thầy tìm cái phân số chỉ số chênh lệch là thầy tìm phân số dương. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang sửa bài tập cuối cùng, đó là một bài toán đố vui. Bài số 5 là viết phân số sau ở dạng tổng các phân số có mẫu số là số tự nhiên khác nhau nhưng có cùng tử số là 1. Thì cách viết này người ta gọi là phân số Ai Cập. Người Ai Cập ngày xưa người ta viết một cái phân số thành tổng của các phân số mà có tử luôn bằng 1 và mẫu khác nhau cả. Chắc là người ta viết như thế này để người ta tính toán cho nó dễ trong cách chia phần, trong kinh doanh hoặc là trong đất đai gì đó. Bây giờ thì hướng dẫn các em viết 2/3. Để viết 2/3 về tổng của hai phân số có tử luôn bằng 1, thì trong cách viết này thì hướng dẫn các em là các em nhân tử với mẫu với một cái số lớn hơn mẫu một đơn vị là số 4. Sau đó các em thực hiện 2 × 4 là 8 và mẫu các em để lại hoặc các em viết 12 cũng được, không sao cả. Bằng 8/12. Số 8 này các em là chẻ ra tổng của hai số 2 và 6. Khi chẻ ra tổng của hai số 2 và 6 có mẫu là 12 thì các em lưu ý chúng ta sẽ viết ngược lại trong phép quy đồng. Như sau. Chúng ta lấy 2/12 cộng với 6/12. Phép quy đồng là chúng ta viết từ phải sang trái, cộng tử với nhau giữ nguyên mẫu. Bây giờ chúng ta viết từ trái sang phải thì chúng ta lại nhớ một điều là muốn chia một tổng cho một số thì chúng ta lấy từng số hàng của tổng chia cho mẫu rồi cộng lại với nhau là 2/12 cộng với 6/12. Hai phân số này các em rút gọn các em sẽ được phân số thứ nhất là 2/12 thì bằng 1/6, các em chia tử vào mẫu cho 2. Phân số thứ hai các em chia tử vào mẫu cho 6, các em được 1/2. Các em được 1/6 cộng với 1/2. Như vậy là phân số 2/3 chúng ta viết về tổng hai phân số các em này có tử luôn bằng 1. Mẫu là các số tự nhiên khác nhau. Mẫu là các số tự nhiên bằng nhau là không được các em nhé. Thì qua cái bài này thì các em có thể viết được nhiều cách, chứ không phải là viết như thế này là kết thúc đâu các em. Bài toán này viết nhiều cách lắm. Nhưng mà thầy hướng dẫn các em một cách để các em viết được cái đã.
Còn viết thêm bằng cách nào thì chúng ta tự suy nghĩ thêm. Bây giờ chúng ta viết qua cái phân số thứ hai là 8/15. 8/15 thì thầy không nhân tử với mẫu cho 16, mà thầy là trẻ 8 thành 3 cộng với 5. Bởi vì 3 với 15 là có ước chung lớn nhất là 3, mà 5 với 15 thì có ước chung lớn nhất là 5, cho nên thầy đưa tử vào, thầy chia tử cho mẫu thì thầy luôn luôn đưa tử về bằng 1. Bằng 3/15 cộng với 5/15. Phân số thứ nhất chia tử vào mẫu cho 3 chúng ta được 1/5, cộng với phân số thứ hai chúng ta chia tử vào mẫu cho 5 chúng ta được 1/3. Vậy chúng ta được 1/5 cộng 1/3. Vậy đến đây chúng ta đã viết được 8/15 về tổng của hai phân số có tử bằng 1. Mẫu là các số tự nhiên khác nhau. Qua phân số C. Phân số C thì thầy lại trở lại cách làm của câu A, là thầy nhân tử vào mẫu với số lớn hơn mẫu này một đơn vị là số 9. Bằng số 7 này thầy chẻ ra tổng của 3 số 1 cộng 2 cộng với 4 là 7, các em nhé, nhân với 9. Trên 8 nhân 9. Thầy không nhân 8 nhân 9 vào, thầy để nguyên như vậy. Thầy lấy 1 nhân với 9, áp dụng tính chất phép nhân phân phối đối với cộng, cộng tiếp 2 nhân 9, cộng tiếp 4 nhân 9 là tử. Trên mẫu thì viết lại. Trong cách viết này thì các em thấy tử số hạng thứ nhất và mẫu là có ước chung lớn nhất là 9. Số hạng thứ hai ở tử và mẫu có ước chung lớn nhất là 18. Và số hạng thứ ba ở tử và mẫu có ước chung lớn nhất là 4 nhân 9 là 36. Cho nên thầy đưa về được tử bằng 1. Thầy viết lại bằng 1 nhân 9 chia 8 nhân 9, cộng với 2 nhân 9 chia 8 nhân 9, cộng với 4 nhân 9 chia 8 nhân 9. Để làm gì? Để chúng ta chia tử vào mẫu cho cả cái số đã có sẵn trong cái phép nhân cả tử vào mẫu này, cho đơn giản. Chẳng hạn này, phân số thứ nhất này, chia tử vào mẫu cho 9 ta được 1/8. Phân số thứ hai này, chia tử vào mẫu cho 9 ta được 2/8. 2/8 tiếp tục chúng ta chia tử vào mẫu cho 2 ta được 1/4. Cộng tiếp này, phân số thứ ba ta chia tử vào mẫu cho 9. Còn 4/8 chúng ta tiếp tục chia tử vào mẫu cho 4 ta được 1/2. Vậy như vậy chúng ta viết sao? Bằng 1/8 cộng 1/4 cộng 1/2. Như vậy là các em thấy phân số 7/8 thầy viết ra tổng của 3 phân số tử bằng 1, mẫu khác nhau. Về nhà các em tập viết cách khác. Bây giờ cuối cùng 17/18 thì thầy lại làm một cách khác nữa. Thầy thấy 17 thì bằng 9 cộng với 6 cộng với 2. Cách làm thì thầy cũng nhận xét một điều là 9 và mẫu là có ước chung lớn nhất là 9. 6 và mẫu cũng có ước chung lớn nhất là 6. 2 và mẫu có ước chung lớn nhất là 2 thì luôn luôn đưa với tử bằng 1. Bằng 9/3/3/2 cộng với 6/3/3/2 cộng với 2/3/3/2 bằng phân số thứ nhất chia tử vào mẫu cho 9 ta được 1/2. Phân số thứ hai chia tử vào mẫu cho 6 ta được 1/3. Phân số thứ ba chia tử vào mẫu cho 2 ta được 1/9. Vậy chúng ta kết thúc. Phân số thứ tư chúng ta viết về phân số 1/2 cộng 1/3 cộng với 1/9 đều có tử bằng 1, mẫu khác nhau. Như vậy thì qua bài này các em lưu ý cho thầy một điều, đó là muốn chia một tổng cho một số thì các em chia từng số hạng của tổng cho số đó để cộng lại với nhau. Đây là một bài toán đi làm ngược lại về một phép toán quy đồng thôi các em. Cho nên thầy nhắc như vậy để các em hiểu. Và bài toán này có thể nói là được vận dụng rất nhiều trong các cái bài toán khó sau này mà các em sẽ gặp.
Như vậy thì khóa học hôm nay thầy đã giúp các em hiểu được cách giải cái bài tập vận dụng phép cộng và phép trừ phân số để giúp các em học tốt hơn môn toán. Như vậy thì bài học hôm nay đã kết thúc. Thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.